Em xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em lại lên một video dược liệu. Trời trên em thì bắt đầu hửng nắng rồi, rất là may cho bà con. Táo mèo phơi khô mọi người nhé, phơi rất là sạch sẽ này. Mùa này thì đang là mùa táo mèo. Táo mèo rồi là bòi vịt, bòi vịt khô. Đấy, đây là tính khẩn khô mọi người nhé. Tính bình khô là 250.000 một cân mọi người nhé. À, kiwi. Kiwi thì em vẫn lên bình cho mọi người, một bình là 4 cân kiwi và 1 cân đường phèn mọi người nhé. Đấy, mọi người có thể cho 1 cân hoặc 2 cân vì nó khá là chua. 350.000 một bình như thế. À, quả me đất mọi người nhé. Quả này ăn chua trước ngọt sau đấy mọi người. Cái này có thể ngâm tửu rất là ngon. Ba kích hàng chưa tách thì vẫn là 200 mọi người nhé. Hàng tách sẵn là 260. Tính tự tắc kè đá tươi. Ong nhé mọi người nhé. Ong to, ong nhỏ. Ong to thì là 450.000 một cân cả sáp mọi người nhé. 450.000 một cân cả sáp. Ong bé là 350.000. Ong sống em vẫn có mọi người nhé. 450.000 một cân. 450.000 một cân ong sống. Đấy. Em gửi cho mọi người thì em sẽ phải ngâm sẵn vào rượu như này cho mọi người nhé. Ngâm sẵn vào tửu như này cho mọi người. À, cả tiểu là 500.000 một cân. Đấy, còn không tiểu, không tiểu thì sẽ hút chân không. Đấy. Hút chân không thì nó tốn ít tiểu hơn ấy, thì em sẽ vẫn lấy là 450.000. Còn nếu mà ngâm sẵn vào chai như thế này thì chỉ là 500.000 mọi người nhé. Mất thêm tiền tiểu. Đang mùa nhộng ong rất là nhiều. Hết mùa mật thì sẽ đến mùa nhộng mọi người nhé. Đây nào. Ăn luôn à? Heo ơi, cho mồm ăn á. Rừng đen mọi người nhé. Rừng đen đã bắt đầu đẹp rồi này. Càng về cuối Tết thì nó sẽ càng chuyển sang màu đen mọi người nhé. Bây giờ thì nó sẽ đỏ đỏ hồng hồng. 120.000 một cân rừng đen mọi người nhé. 120.000 một cân. Đây là sâm béo đen. Sâm béo đen thì vẫn là 100.000 một cân. Dễ mú tần tươi 85.000 một cân mọi người nhé. À, sâm xuyên đá vàng Hà Giang 150.000 một cân. Cái này em sẽ rửa sạch sẽ cho mọi người luôn. La đỏ mọi người nhé. La đỏ 100.000 một cân. Rất là đẹp. Cái này thì sẽ phải hút chân không cho mọi người. À, thủ ô Hàng Xô. Người lấy gì thì liên hệ trực tiếp hoặc tìm trong giỏ hàng giúp em nhé. Em xin cảm ơn mọi người đã xem video.